Em có cặp bô 305 C4 giới thiệu này các bác. Cặp này nó là dòng bass lớn nhất trong họ bô gia đình. Này 1C4 bass 25. Cái này nó hay ở chỗ là nó vừa hát và nghe nhạc rất là tuyệt vời các bạn nhá. 501C4. Trung âm ấn tượng, bát tốt, dễ ghét. Có những cái đôi mà nó 2 trong 1 thì thực sự là ít đôi được hay á. Các bác nên nhớ cái gì là chuyên nó sẽ hay hơn. Đấy, bô là có nhiều cái dòng gọi là 2 trong 1 được nhất. Tức là nếu mà so với cái dòng 2 trong 1 thì nó là dạng hay. Nhưng mà các bác hình dung này này, mình phải khách quan ở chỗ là loa chuyên nghe nhạc nó sẽ hay hơn, là loa chuyên hát nó hát sẽ hay hơn. Còn cái dòng 2 trong 1 nó không chuyên một cái gì cả, thì em khẳng định là nó sẽ không hay bằng một trong hai dòng gì đâu. Đấy, nói thế là các bác sẽ hiểu. Đương nhiên là với cái cấu hình của 501C4 ấy, thì nó là một cái cấu hình 2 trong 1. Trong những cái đôi mà 2 trong 1 thì nó là dạng hay nhất. Nó bô theo có được những cái cặp này, ví dụ 501C4 này, 501C trơn đến 501C4 là những cái dòng hát và nghe nhạc hay. Rồi bô 701 dòng 2 lỗ các bác nghe nhạc hát cũng được, cũng tốt. Rồi dòng 601 trơn, 601C2, 601C3 là những dòng 2 trong 1 hay. Bô nó có rất là nhiều dòng. Mà trong những cái dòng em vừa nhắc thì chỉ có mỗi cái 501 dòng từ trơn đến C4 nó có 4 series là nó sử dụng bass 25. Còn đâu thì chủ yếu nó sử dụng bass 20. Dòng này thì nó đáp ứng được cái yếu tố là 2 trong 1. Và thêm một cái nữa anh em chuộng, đấy là nó dễ ghép. Bô thì thường là những cặp loa tương đối dễ ghép. Em đang test bằng một con Omni cổ nha các bạn nhé. Con này là chơi đa năng ở chỗ là các bác chơi Omni hiện đại, chơi Omni đời sau này cũng được, Omni hát các bác cũng được, Omni cổ vào cũng rất là hay. Đấy, ví dụ bây giờ các bác kết hợp một con Omni nghe nhạc xong các bác thêm con vang vào là các bạn hát tốt với cặp này. Em đang ghép con 661. Với dòng này thì nó là dòng gọi là 2 trong 1, nó rất là tiện. Còn nếu anh em nào mà không có nhu cầu gì hát thì lấy những dòng khác. Đấy. Còn chuyên hát thì em có rất nhiều dòng chỉ chuyên để hát thôi. Ví dụ những cái dòng piano, những dòng bô khác, dòng bô treo kết hợp. Cặp này nếu mà anh em mà chơi âm đi hát thì anh em có thể chơi với những cái dòng kể cả nhỏ nhỏ như 203 của Jaguar, hoặc là các bác chơi những cái dòng 128 của Kali là các bác có thể chơi tốt. Đấy, bô 501C4, anh em mà có nhu cầu thì alo sớm cho em.